cố định ở ngoài tay, khỏi cơ hội nhiều. Hiện tại vết luet của anh là tốt rồi. Em có thể nhìn ra xíu bắt đầu can can hóa rồi. Thì anh về nhé, em hôm nay đắp lá cho anh. Thì anh về anh hàng ngày anh phải bỏ lá ra. Anh bôi em thật dây ngay ở đây nhé. Tất cả vòng tay này. Xíu anh đang can tốt rồi. Và em phải đắp lá cho anh. Có một ngày nào cũng bỏ lá xong rồi đắp vào. Nếu mà có thể là anh một ngày bỏ lá được, có thể 2-3 ngày được. Nhưng miễn là anh bôi ngại dây cho em. Đây là anh bôi ngại hơi ít. Đúng ngày trước anh bị bỏ bột xong rồi thối ngắt rồi nồng phòng cái tay này. Anh bôi ngại là ít. Đúng rồi. Anh bôi ngại mà nhiều cái em thì tay anh khỏi nâu rồi. Hơi ít ngại. Bôi thật cảm vùng hết này. Ở nhà xa này thì em cho mang lá mang về. Tự đáp được. Thì nay tay anh khỏi rồi thì vết thương nó khỏi, nó săn nhiều rồi, em bỏ lá cho anh. Anh bao tuổi rồi? Em 26 năm. Anh ở đâu? Quê Thạch Thất ạ. Thì cách thức thay lá anh biết rồi đúng không? Thì anh lên trên YouTube anh thì bó thay lá với đầu dưới xương quay là có cái thay lá của em. Là bó này thì một ngày đủ rượu cho em tầm 3 lần nhé. Đủ đủ ẩm thôi, đừng đủ nhiều quá. Sáng, trưa, chiều 5 ngày thay vào miếng. 5 ngày sau anh bỏ lá trong tủ lạnh nhá. Anh sau từ 1 5 phút phải đủ rượu. Anh gói ý gì như này cho em. Anh đắp vào. Anh bảo đấy nào, anh nói từ em xem. Anh nói vào, bảo dẫn vợ em. Em đắp vào thì 5 ngày một miếng. Để vào tủ lạnh hả anh? Vâng, thì cái lá em cho mang về thì anh chị để tủ lạnh. Còn em là cách có cách thức hướng dẫn sao đắp thuốc trong tờ giấy rồi thì em đưa cho anh chị sau. Vâng. Anh chị còn xuống đây sớm, anh chị để một thời gian cái tay của anh còn thối cả mà. Vâng. Rất nguy hiểm vì nó nồng phồng nước và thối thịt thì nó hay nhiễm trùng. Có thể là đặt nẹp vào trong này, nhưng mà em mới cho là nẹp vào trong nó chắc nhé. Cây chị gì trên anh bó có 20 ngày là khỏi. Nhưng mà xương em nhìn nó đang can rồi. Xương anh đang can tốt rồi đấy. Anh chụp chiếu lại xương anh đang can độ 2 rồi. Nhưng mà xương anh bó cách mảnh nhiều nên phải can, phải có thêm thời gian nữa mới can tốt được. Hầu như là tốt rồi. Xương cũng đổ gần 80% rồi. Còn cái mảnh bóc tách thì nó đang can tốt rồi. Quan trọng là về nhà anh phải nhớ cho em cái cách bôi nghệ đấy. Thật nhiều cho em. Ở ngoài nó ổn định thì ở trong nó yên rồi. Đấy. Đấy, hấp thu được thuốc tốt được. Anh bôi nghệ hơi ít cho em. Anh ấy bôi nghệ ít quá so với cái chỉ định của em bảo anh. Bôi càng dày nghệ càng tốt. Nghệ nên da non nhanh, mà da non nó lên nhanh thì hấp thu thuốc qua chấn động là cực tốt. Anh trước đây cho anh uống thuốc về mấy ngày nó giảm nhức đấy. Uống thì vài ngày. À, giảm nhức là đỡ nhức đúng không? Thuốc thì nó chữa cái gì? Nó liền xương đấy, nó tiêu viêm, mạnh gân xương. Tác dụng là bổ can thận, mạnh gân xương, trừ thấp lợi niệu, tiêu viêm. Nếu bệnh nhân nặng em mà cho cả thuốc uống em cũng đắp.
nhưng mà anh thì không phải là nặng, nhưng mà em phải cho bạn thử uống đắp nguyên, vì anh bị thối để nét thịt nên không đắp lá được. Em trước tiên em cho thuốc uống trước. Hôm nay bó không mang lại đi chỗ đi về sắp nơi đau lắm. Tuyệt đối không được uống rượu bia cho em nhé, không được uống rượu bia cho em. Nghe vào nhớ nhá. Thì anh dù anh do anh ở xa thì em cho anh mang lá về, nhưng mà trong quá trình bó thì anh 5 ngày sau anh thay một miếng, nhưng tuyệt đối là không được xoay vào anh mạnh nhé, thì xương anh chụp chứng lại đang can tốt rồi. Nhưng mà cho phải đổ sao xong xong sao xong đổ rượu đổ cho vào cái đập. Vâng, thì em xăm lá cho anh mang về tự bỏ. Sao anh ghi cho em vào tờ giấy? Vâng, có tờ giấy nhé.